lâu ngày lắm em mới lại được ăn món này á. Ngon quá vậy. Đó, có cái sự béo béo của trứng muối nữa. Anh Nhân biết là bình thường em hay ăn là bánh bao trứng muối nè, hoặc là thịt kho hột vịt. Lần đầu tiên em ăn mà thịt kho trứng muối. À, anh quên báo ngày mai anh đi công tác 3 ngày nha. Anh đi công tác hả? Ừ. Yeah. Mừng đúng không? Mừng lắm, anh đi nhớ mua quà nha. Và nhớ là đi thật xa để trở về, đừng đi luôn là được. Chị muốn cái gì vậy? Ngày mai ai sẽ nấu ăn? Ở đó vậy? Món ăn này để được lâu mà, em như là nguyên rồi có đùng luôn á. Ồ, vậy để hả? Để dành ăn. Ờ, vậy thì an tâm rồi. Ừ. Xin phép mọi người nha. Phép. Lùn quá Nhi ơi. Nhi. Ngon quá. Chưa à. Cho mọi người nữa. Chứ còn nhiều mà mọi người ăn đi. Ngon quá. Sao ăn rồi. Cụm ly, cụm ly. Ngon. Ngon quá. Mi hay thức khuya và ăn đồ cay nóng, sợ ngoại hình kém tươi. Bí quyết của Mi đây. Ngon tuyệt. Ngọt tự nhiên từ thảo mộc giúp thanh lọc bên trong. Mi không thể thiếu Dr. Thành không đường. Yêu ghê vậy đó. Hãy cùng Huyền Mi uống Dr. Thành không đường mỗi ngày để tươi tắn lại còn giữ dáng. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao giờ này anh mới chịu nghe máy? Dạ, anh Nhân không có ở đây. Ai vậy? Trời đất ơi, người gì mất lịch sự quá vậy? Có cái bập à? BF Boyfriend hả? Anh. Ủa anh Nhân? Ừ. Hôm nay mình nấu món gì vậy anh Nhân? Ngày mai đi công tác rồi, thành ra anh nấu cái món thịt kho nhưng mà sử dụng là bắp giò kho đó, với lại phần củ hủ dừa, để cho tụi em mà có lười xuống bếp á cũng có cái mà ăn. Ủa vậy hả, anh đi công tác lâu không? Chắc khoảng 3 ngày. À, chắc nồi thịt kho tụi em ăn được 3 ngày ha. Để cho anh cái cối xay. Rồi. Cái này giống thịt kho hột vịt mà buổi Tết hay làm ăn phải không anh? Ừ, nhưng mà anh sử dụng thịt đùi. Đùi. Cho nó đỡ ngán. Em dùng cho anh. Em lại em rửa cái hột vịt muối luôn. Rồi sao? Anh cho em xin cái này được. Được. Em thích ăn cái này lắm luôn á. Trời ơi, em thấy hả anh Nhân giỏi quá à, nấu ăn ngon như vậy á. Chắc là bạn gái của anh á thích lắm đúng không? Anh chưa có bạn gái mà. Nhưng anh mà... chưa có bạn gái hả? Nhưng mà anh thích á, bạn gái á, sau này là phải biết nấu ăn chứ đâu phải là lấy đầu bếp rồi tự nhiên rồi không phải nấu đâu. Đúng không? Anh. Hả? Ăn cái đó không tốt đâu. Sao không tốt? Cái phần này là phần ngon nhất của trái dừa luôn á. Ở nhà ba mẹ không có cho ăn đâu. Sao vậy? Đơn giản là học sẽ bị ngu. Nhất là con gái ăn vậy mai mốt khó có chồng đó. Tại nó mất duyên. Ăn có cái hộp nắp dừa thôi mà mất duyên. À, còn bị không? Ngu nữa. Thì anh có biết sao anh nói vậy? Biết cô hủ dừa đúng không? Em biết, em ăn hoài. Em được có cái là thông minh nha. Trời ơi, biết có củ hủ dừa được thông minh rồi hả? Cái này bỏ vô kho ngon lắm á Thanh. Yeah. Nó bùi bùi. Bắp giò này là bắp giò sâu. Mà cái quan trọng nhất là đã rút cái phần xương rồi. Anh sẽ ướp thịt phải không? Mắm đường. Mình cho tiêu vô. Muối. À, em. Hành tỏi rồi Thanh cũng cho vô luôn nè. Một lát hột vịt chín em lột cho anh nha. Dạ. Yeah. Để anh cho anh tí dầu. Cho dầu vô chi vậy? Cho nó màu thấm thôi. Anh Lĩnh nói là anh chiên nó lên nha. Thắng caramel á. Caramel làm gì? Để nó tạo cái màu. À. Thanh nó nổi nổi lên vậy nè. Đó, nó sủi bọt phải không anh? Ừ. Đảo lên sao? Rồi. Lúc này em cứ cho lửa lớn nè. Cho lửa lớn hả? Đẹp quá nè. Dạ cho gì vô vậy? Em cho nước mắm đi. Wow. Để nó không có khác. Để nó dậy mùi. Chừng nào thì thịt nó săn lại rồi. Anh thấy cái màu nó đẹp nè. Dạ. Mà được rồi đó. Chuẩn bị mình bỏ vô. Để anh đổ vô. Rồi. Ui. Trời, cái màu thịt kho nhìn ngon quá xá. Rồi. Trứng muối luôn. Em biết rồi, sắp tới sẽ bỏ củ hủ dừa vô đúng không? Bỏ vô đi em. Bỏ vô hết luôn hả? Ừ. Rồi.
ớt. Anh đổi nước dừa xong anh cho em là chai dừa nha. Ừ. Yes. Anh Nhân thật là tâm lý. Ngon quá. Anh đổ bao nhiêu nước thì được? Xăm sắp là tính từ lúc mà mình bỏ bột như vậy là khoảng 20 đến 25 phút là được. 20 đến 25 phút. Cái này bột gì anh? Ít muối, tiêu, đường. Rồi. Bây giờ đi lên trển làm cái gì đi. À vậy hả? Xong rồi đó. Ok, vậy thôi em đi sống ảo đây. Rồi. Anh Nhân, sao vậy là chín rồi phải không anh? Rồi. Ăn được rồi phải không? Em đứng xích ra, cho anh xả cái nồi đó. Ôi. Rồi xả trước. Thơm quá anh Nhân ơi, tuyệt vời. Tí ngon nữa. Xong rồi đó. Này để dành lại tụi em ăn cơm. Rồi anh lên chuẩn bị đồ nha. Dạ. Anh đi công tác vui vẻ nha. Ừ. Không ngờ anh Nhân có boyfriend. Bà chỉ giỏi đoán mò thôi. Tôi nghĩ anh Nhân men như vậy không có như vậy đâu. Mà cho dù anh Nhân có như vậy thiệt đi chăng nữa thì cũng tốt chứ sao. Mình ở chung nhà với anh Nhân ba người phụ nữ như vậy, tôi cũng hồi hộp á, tôi có sợ có ngày anh Nhân thịt tôi chứ bụng. Nhưng mà tôi muốn bị thịt. Cái gì? Em đề nghị chị Thanh á, bớt suy diễn lung tung đi. BF là best friend, là bạn thân nhất của anh Nhân. Bạn thân thiệt, thiệt còn hơn vàng món số 9. Bạn thân cái gì mà giấu giấu giếm giếm ra vẻ thần bí vậy? Thông thường thì bí mật sẽ mang lại sự quyến rũ cho người phụ nữ. Còn trong trường hợp này thì bí mật sẽ mang đến một sự quyến rũ cho người đầu bếp. Có thể là như vậy. Có bí mật, bí ẩn gì cũng được. Nếu mà hai chị muốn làm thám tử Conan thì tìm cho em xem cái nồi thịt kho trứng ở đâu rồi. Thịt kho trứng. Làm gì đây? Nhai cái gì đó? Ừ. Nhai cái gì đó? Cái gì đó? Trời đất ơi, bà ăn dụng đúng không? Hèn chi cái nồi thịt kho người ta còn xíu xíu à. Bà cũng ăn dụng đúng không? Hèn chi cái hèn cái nồi thịt kho nó sai đất con. Đã vậy còn nguyên cái dấu son lên trên đây nữa. Cái gì? Cái dấu son đi nhìn cái môi của bạn. Hèn chi tôi nói ăn cơm mới mấy xíu rồi tại sao cái nồi thịt kho nó màu hết như vậy? Bà ăn nhiều hơn tôi nè. Bà biết cái nồi thịt kho này là dành ăn cho 3 ngày không? Dạ hết rồi, gần hết rồi. Biết sao vậy? Tôi nửa nồi thì bà cũng nửa nồi. Đó, rồi. Bây giờ con Ngọc ăn gì ta? Chị kệ nó, cho nó muốn ăn gì ăn đi. Tôi là chị của nó, còn bà là bạn của chị nó. Chứ đâu phải nó là bạn của chị bà đâu, bà sợ nó. Đúng không? À, cũng có lý. Thấy cậu không biết, ăn đi. Chứ có gì nữa, mình hòa thuận nhau. Chị ăn một cũng đi ngon. Để cho tôi ăn hạt đậu, cái này để cho tôi. Mặt này bự lắm. Là bà. Thôi. Bà ăn dụng. Là bà. Thôi chị xin lỗi. Lần sau mà chị có ăn dụng miếng thịt thì chị cũng ráng nhả lại miếng mỡ cho em. À, thôi ăn hết. Thôi gì cũng nói
Đó, thịt thì không còn nữa, giờ ăn mì không đi. Thôi cũng được. Xin lỗi em. Mì gói cũng ngon mà, tuyệt vời. Ngày mai chị nấu lại đồ thịt kho vịt khác nhé. À, ăn thôi. Baby, thế giới của em vốn rất nhiều đàn ông, nhưng chưa từng suy nghĩ và xem lấy chồng. Ôi cuộc đời màu hồng. Baby, như bao ngày em vẫn thức dậy thật trễ, kéo cô bạn vô bếp vô cùng đam mê, chỉ nấu và ăn thôi. Oh yeah. Rồi ai kia mang bao món ăn ngon cho em bồi hồi. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đến cuối tuần. Ngày nào em cũng muốn bên anh cũng những đam mê ngọt ngào. Đi nhìn vào bếp cũng là vì anh.